Ok, thì các bạn thấy là hình của mình ha. Đây là hình của mình trong cái kính. Cái mặt mình đang ngồi đây nè. Ok, thì bữa nay mình sẽ sơ cho các bạn. Thì thường ở những nhà bên Mỹ á, thì phía sau cái back jaw của bạn á, nó sẽ có một cái tấm lưới à, nó gọi là screen. Tức là sao? Khi mà mình mở cửa thì mình thấy ra được, nhưng mà muỗi đồ côn trùng nó không có bay vô. Thì cái cửa này mình mở ra rồi đó, bạn thấy trên đây này có cái thanh trượt này thấy không? Đó, thì mình gỡ ra rồi. Thì tại sao mình gỡ ra Thì như đây là vậy? cái cửa, nó gọi là cái screen là như vậy. Đây, thực ra nó là cái tấm lưới thôi. Đó, bạn thấy không? Đó, tức là sao khi mà mình mở ra thì cái cửa mình mở ra thì cái tấm lưới này nó bảo vệ lại, nó không có cho côn trùng bay vô. Thì khi mà bạn nào mà có cái nhà khoảng có chó, có mèo hay là có con nít đó, thì nó sẽ bị như thế này. Đó, thấy nó rách không? Đó, rồi ở đây nữa này. Đó, mình sẽ show gần gần cho bạn. Thấy nó rách không? Nó thấy là cái tem này đó, thì cái cửa này nó rất là như vậy, nó rất là dễ dễ rất nhìn thì khó thấy, nhưng mà hy vọng trên cái màn hình thì các bạn sẽ thấy được đó. Thì bây giờ mình gỡ nó ra rồi thì mình sẽ chỉ cho các bạn là làm sao mình gỡ nó ra đó. Thì ở phía dưới của nó, đây là phía dưới này, cái kia là phía trên. Ok, cái này phía dưới thì mình thấy cái roller đúng không đó, bạn thấy mình nhấn ra mắng vô được không đó, tương tự như bên này. Đây nó có cái G đó, mình đẩy ra để vô được, bạn thấy này, cái gần này đó. Thì mỗi một cái bên như vậy nó có một con ốc đây đó, thì cái con ốc này khi mà bạn dặn ra thì nó cho phép cái roller này nó thụt vô, hiểu không? Còn khi mà bạn đẩy vô con ốc vô thiệt là sâu đó, thì nó sẽ đẩy cái wheel ra, nghĩa là mình không có nhấn vô được. Thì đó là cái cách là nó giữ cái cửa trong cái rãnh đó. Tương tự bên này cũng vậy, đây cái này là hiện tại mình nhấn ra nhấn vô được này, bạn thấy không? Đó, thì con ốc này mình mở ra hết 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 đáp rồi này, nó mình dặn nó ngược ra thì nó cho cái này mở rồi mở vô. Còn khi mà bạn dặn con ốc nó vô đây thì nó lót lại luôn, nó không có cho đẩy ra để vô nữa. Đó, nó sẽ sâu xuống gì nè. Đó, thì lúc đó nó cho phép cái nó cho hết cái wheel của mình nó quay được. Ok. Thì whatever. Đó là cái cách mình gỡ cái cửa này ra. Rồi bây giờ gỡ cái cửa này ra rồi đó, thì làm sao mình thay cái được? chu cần để thay cái này á, là một cái này để mình gỡ cái seal này đó, cái này là để mình gắn cái seal vô lại, và mình cần một cái seal. Ok, cái cuộn seal thì cái tên của nó là như thế này, string spline, nhưng thật là nó là cái sợi dây cao su thôi, và đây là cái new string đó. Đây là cái hiệu mình nè, window string replacement. Rồi đó là những đồ mình cần. Cái này là phía trên của nó cũng có cái rãnh gì nữa, thấy không? Đó, mình tháo ra hết để mình đẩy nó lên, mình kéo nó ra. Đó, thì tại mình làm của mình cho nên rất là khó. Thì bây giờ mình sẽ, đây, cho các bạn thấy cái siêu này. Đó, mình sẽ móc nó ra, mình sẽ móc thẳng ra một tay cho các bạn xem luôn. Thì cái này bạn phải có cái tool ha, không có tool khó làm lắm. Đó, mình kéo nó ra này, mình kéo ra thôi, bạn thấy không? Đó, mình làm một tay cho các bạn luôn. Đó, đó, mình tháo nó ra, xí. Rồi xong lúc đó là cái này nó sẽ gỡ ra thôi, xí. Đó là cái cách mình làm. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bỏ qua cái đoạn này, tại vì mình muốn làm hai tay cho nó mau á. Vì Kiều bên này khổ lắm, đi làm về rồi mà cũng phải sửa nhà, sửa cửa nữa. Đó, dậm chân luôn, chân luôn. Đó, kéo như này. Rồi đó, thì khi mà cái sự spline này ra rồi á thì mình không có dùng lại, mình bỏ. Ok, nó ra một bên rồi, ở đây rồi. Bên cái tấm screen này mình cũng kéo nó ra luôn, xong rồi đó, bạn thấy không? Đó, mình gỡ cái tấm screen này ra luôn đó. Rồi xong, này là mình đi bỏ. Thì bây giờ mình sẽ dùng hai tay. Đó, hai tay như cái tấm này, tấm screen mới này, mình để nó lên lại thôi, rồi mình ráp lại rồi mình cắt. Ôi, đơn giản vậy đó, mình sơ cho các bạn để chi, vì Kiều bên đây rất là khổ ha, thì mình phải biết làm ơi, mình phải biết sửa, tại vì đi làm về mấy giờ rồi, 8 giờ rồi, xí nhà khổ lắm, cho nên mình phải tự mình làm. Rồi đó, đây là khi mà mình bỏ nó lên này, thấy không? Hiện tại mình chỉ để nó lên thôi đó. Bạn mua cái tấm nó bự hơn một xíu đó, bây giờ đến là nó dư này, mình sẽ cắt bên này nó dư này đó, nhưng mà mình đừng có để dư gì đi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái miếng cái siêu lại, nó gọi là cái rubber spline. Ok, rồi giờ mình lấy cái này
đây là cái này. Thì bây giờ mình gắn chạy riêng cho nó căng ra. Rồi đã xịt rất là easy luôn. Thì để gắn cái spline này á, thì đường đầu tiên á là bạn phải gắn một cái góc này trước. Thì sử mình gắn đây nè, đi chính giữa. Ok, bạn hiểu không? Đó, mình đi chính giữa, xong mình chạy qua bên này. Qua bên này mình đi một vòng. Nhưng mà cái mình xong mình đi dưới ô trước đúng không? Mình đây chỗ này, xong mình xuống dưới kia, xong bắt đầu này mình đi mình xuống bên kia rồi mình đi cái dưới. Đó, cái kế hoạch là như vậy. Mình coi nó như thế nào rồi mình sẽ chia sẻ cho bạn. Thì để chạy được cái spline đó thì bạn cần cái tool này này. Đó, bạn thấy cái tool này nó có cái rãnh không? Đó, thì mình cái rãnh này mình chạy cái spline. Đó, các bạn thấy cơ bản mình chạy không? Đó, mình chạy một đường. Rồi bây giờ mình cắt. À, mình cắt khúc này ra. Rồi mình chạy một đường xuống dưới kia. Đó, mình không có làm một luồng, ok? Mình cắt nó ra. Mình cắt nó đi. À. Đó, rồi bây giờ mình... Đó, mình nhấn đại xuống một cái đi. Ok, mình làm hai đường rồi. Ok, rồi bây giờ cái lúc này quan trọng này. Đó, mình phải làm cho nó căng ra. Đó, mày hiểu không? Okay. Rồi bây giờ bạn xem kết quả. Đó, mình mới đẩy vô thôi, thôi chưa có cắt. Đó, thì bây giờ nó căng rồi. Đó, đợi bọn. Đó, thấy chưa? Sang xịn mịn. Ok, rồi thì bây giờ mình sẽ check lại một lần nữa cái kết quả. Đó, bạn thấy trong cái quá trình mình làm rất là easy luôn. Đó, bây giờ nó giống như bình thường, thấy chưa? Rất là đẹp, rất là căng, sượt mượt, không lủng. Đó, rồi bây giờ mình chỉ cần dặn cái này vô nữa là xong. Rồi, easy busy. Và bây giờ mình sẽ gắn ra, mình gắn lại. Bây giờ tối rồi. Đó, tại bạn thấy trong đây thì đây là cái cửa, nó slide ra slide vô như thế này. Thì để mình thử coi cách nào mình làm không. Đó, bạn thấy không? Chỉ tới tác bây giờ mình đẩy được cái cửa đi vô rồi. Đó, bây giờ nó slide vô như thế này nè. Đó. Ok. Rồi thì bây giờ công việc tiếp theo của mình là mình sẽ
tăng nó lên lại. Đó, hai cái chốt đây này, đó, mình tăng nó lên để cho nó khỏi rớt ra. Rồi đã xích thì đó là cái cách mà bạn thay cái cửa. Đó, cái cửa này đi đóng như nè. Đó, mày hiểu không? Đó, đóng gì đó thì mình mở cửa nhưng mà rùi mũi rồi nó không có bay vô được. Đó thì đó là nó gọi là cái spring. Đó, đơn giản như vậy thôi. Rồi, thì thôi mình nghĩ là clip tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại cả những đứa xem. Bye bye mọi người. Tuyệt vời ông mặt trời. Quá đẹp, quá đẹp. Đóng cửa lại.